ơn quý khán giả đã giữ băng tầng 57.3 của Việt Nam America Television. Trở lại với chương trình Thế giới về ngày thực sự, sau đây Thái Bình sẽ bắt đầu phần tin thể thao. Kính thưa quý vị, hơn 100 vận động viên quốc tế tham dự giải chạy ở Sapa. Lần đầu tiên ở Việt Nam, cuộc thi chạy vượt núi quốc tế được tổ chức vào ngày 5 tháng 10 tại Sapa, tỉnh Lào Cai. Cuộc thi do Đại sứ quán đang Mạch tổ chức với sự hỗ trợ của một số công ty và tổ chức quốc tế khác. Các vận động viên có thể đăng ký 3 nội dung là bán marathon 25 cây số, Marathon 42 cây số và marathon siêu đẳng gần 70 cây số. Do diễn ra trên quãng đường núi hiểm trở heo hút nên người tham dự phải trên 16 tuổi, chứng minh được từng chạy trên chặng đường 50 cây số trở lên. Ban tổ chức khẳng định sẽ đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các vận động viên. Hiện tại khoảng 143 vận động viên đến từ 25 quốc gia ở cả 6 châu lục trên thế giới đã nộp đơn đăng ký. Do hạn chót là vào ngày 5 tháng 9 nên dự kiến số người tham dự sẽ còn tăng cao cuộc thi do Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức với sự hỗ trợ của một số tổ chức quốc tế. Những tay quần vợt tại US Open được tăng lương. Những vận động viên tennis đánh đơn tại US Open sẽ được tăng lương trong năm nay, với những người thắng đem về con số kỷ lục 2.6 triệu đô la và người thua trong vòng đầu đem về 32.000 đô la. Số lương giữa vòng đầu và vòng cuối trong 128 vòng cũng sẽ gia tăng từ 37 cho đến 43% so với năm trước. Tuyên bố đến hôm thứ Tư, 4 tháng sau khi Hội quần vợt Hoa Kỳ cho biết sẽ bỏ thêm 8 triệu Mỹ Kim vào số tiền thưởng. Năm trước, Serena Williams và Andy Murray đã thắng 1.9 triệu mỗi người trong cuộc đua nam và nữ đánh đơn. Hai người vô địch năm nay sẽ được thêm 700.000 Mỹ Kim mỗi người. Cuộc thi US Open sẽ mở đầu tại New York trong ngày 26 tháng 8, với trận cuối cùng kết thúc vào mùng 8 tháng 9 cho phái nữ và mùng 9 tháng 9 cho phái nam. US Open là một trong bốn giải trong loạt giải Grand Slam với ba cuộc thi kia được tổ chức tại nước Anh, Úc Châu và nước Pháp. Và thưa quý vị, sau đây là phần tin nghệ thuật và giải trí Mike Tyson lên màn ảnh. Sau thành công vang dội của vở kịch Mike Tyson Undisputed Truth, bộ đôi Mike Tyson và đạo diễn Spike Lee đã chuẩn bị tấn công vào truyền hình. Ở thời điểm này, người ta đùa rằng những cú đấm sấm sét ngày nào của cựu vô địch hạng nặng thế giới là lời nói bởi ngay khi anh và đạo diễn Lee cho ra mắt vở kịch Mike Tyson: Undisputed Truth với anh là nhân vật chính trên sân khấu Broadway vào mùa hè năm ngoái, họ đã thu được những thành công không ngờ. Có lẽ vì vậy mà Lee đang có kế hoạch đưa chương trình độc diễn của Tyson lên HBO vào cuối năm nay. Chương trình mới được quay tại Broadway nơi vở kịch Mike Tyson: Undisputed Truth diễn ra vào hè năm ngoái, hồi cuối tuần trước. Lee đã sử dụng 11 camera cho chương trình mà ông mô tả, một phần cuộc sống ở bên ngoài võ đài của Mike Tyson. Cự võ sĩ hạng nặng người Mỹ này sẽ hồi tưởng lại quá khứ vinh quang và cũng đầy tai tiếng của anh, trong đó có những năm anh ngồi tù, sự kiện cắn vào tay của Evander Holyfield, các cuộc hôn nhân, mục tiêu của giới truyền thông và thậm chí là ma túy. Angelina Jolie là nữ diễn viên Hollywood ăn tiền nhất tuy không xuất hiện trong phim từ năm 2011 khi cô đóng giọng cho nhân vật Tigress cho phim hoạt hình 3D Kung Fu Panda 2, Angelina Jolie, 38 tuổi, vẫn là nữ diễn viên với thu nhập cao nhất trong năm qua. Lần trước cô xuất hiện trong một phim live action, tức là phim có người đóng, là trong năm 2010, tên là The Tourist. Jolie được xếp hạng một trong danh sách nữ diễn viên với tiền lương cao nhất của tạp chí Forbes, với số thu nhập 33 triệu Mỹ Kim trong thời điểm từ tháng 6 năm 2012 cho đến tháng 6 năm 2013. Xếp hạng 2 là Jennifer Lawrence, nữ diễn viên của loạt phim The Hunger Games dựa trên bộ sách khoa học giả tưởng, đắt hàng của Suzanne Collins. Nữ diễn viên 22 tuổi này đã có thu nhập 24 triệu đô la trong năm qua. Đứng thứ ba là Kristen Stewart, nữ diễn viên 23 tuổi cũng từ một loạt phim phổ từ sách Twilight Saga. Với một năm đầy dư luận vì cuộc ngoại tình giữa cô và đạo diễn Rupert Sanders, 42 tuổi, người đã có vợ con Google vẫn thu được 22 triệu Mỹ Kim rơi xuống hạng 3 sau khi đứng hạng nhất một năm trước. Thưa quý vị, Johnny Depp tính chuyện nghỉ hưu. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên chương trình Breakfast của BBC gần đây, Johnny Depp đã khiến cho người hâm mộ sửng sốt khi tuyên bố muốn bỏ nghiệp diễn. Đây không phải là lần đầu tiên Johnny Depp thông báo về kế hoạch nghỉ hưu của mình. Tháng trước, thuyền trưởng Jack Sparrow của series cướp biển caribbean từng chia sẻ với tạp chí Rolling Stone rằng Tôi muốn tận hưởng một cuộc sống thật sự. Tôi có thể đến nơi nào đó mà không phải di chuyển liên tục, không phải vào khách sạn một cánh lét lút từ nhà bếp hay từ các lối điên ngầm ngoằn ngoèo phía dưới. Cuộc sống như vậy chẳng khác gì cuộc sống của một kẻ đào tẩu. Tuy nhiên muốn bỏ nghiệp diễn nhưng có lẽ phải đến năm 2015 thì Johnny Depp mới thực hiện được ý định này. Trước mắt anh còn khá nhiều dự án điện ảnh sẽ tham gia như Transcendence, Morty Decay, Into the Woods và Pirates of the Caribbean phần 5. Nhiều tù nhân tại Guantanamo Bay yêu cầu được đọc Fifty Shades of Grey. Cuốn sách yêu đương nóng bỏng Fifty Shades of Grey của E.L. James không còn chỉ dành riêng cho phụ nữ thích mơ mộng nữa. Tại ngục tù Guantanamo Bay dành riêng cho các nghi can khủng bố, cuốn sách này thường được yêu cầu nhất là bởi những tù nhân trong trại bảy. Trại bảy bao gồm các nghi can với tội trạng nặng nhất như 5 người liên quan đến vụ khủng bố 911 thì giới truyền thông không được vào trại bẫy. Dân biểu từ bang Virginia, ông Jim Moran đã đến thăm viếng gần đây và cho biết rằng Fifty Shades of Grey được yêu cầu nhiều hơn cuốn thánh kinh Koran của Hồi giáo. Ngoài Fifty Shades of Grey, các tù nhân Guantanamo hiện nay còn khoảng 166 người, còn có những chọn lựa như lọt sách dựa trên chương trình Star Trek, bộ sách Hunger Games cùng với phim, sách cổ điển Hy Lạp The Odyssey, vân vân. Jennifer Aniston cần trị liệu cho những năm sống với Brad Pitt. Jennifer Aniston và người bạn lâu năm của cô và cũng là đồng nghiệp trong bộ phim World the Millers, Jason Sudeikis, đã trò chuyện với nhau trong bài phỏng vấn cho số tháng 9 của tạp chí Glamour. Khi người bạn hỏi nếu cần dành một lời khuyên cho chính mình ở những năm tuổi 30, Jennifer Aniston sẽ nói điều gì? Để diễn viên hồi tưởng lại thập kỷ mà tên tuổi của cô đã gắn bó với Brad Pitt. Đi trị liệu, bỏ hết những thứ quái quỷ ra khỏi người, loại bỏ những độc tố và ồn ào trong mình, Hiểu mình là ai, vậy mình quan tâm tới chính bản thân của mình." Jennifer trả lời. Jennifer Aniston hiện nay đã 44 tuổi, nữ diễn viên 31 tuổi khi cô kết hôn với Brad Pitt và ly hôn chỉ thời gian ngắn sau sinh nhật tuổi 36 của cô. Nữ diễn viên hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên cạnh hôn phu là Justin Theroux và chỉ còn chờ một đám cưới với nhà biên kịch này. Bạn có thể làm lại rất nhiều thứ nếu bạn không hạnh phúc, bạn có thể trở nên hạnh phúc hạnh phúc là một lựa chọn, ngôi sao tóc vàng chia sẻ. Sau đây là phần dự báo thời tiết cuối tuần này cho miền Nam Cali. Thưa quý vị, sau một tuần lễ với thời tiết tương đối dễ chịu, cuối tuần này sẽ có chút mây, nhiều nắng và những nhiệt độ mùa hè ấm áp. Sau đây xin mời quý vị nghe thêm những chi tiết cho ba vùng Westminster, Los Angeles và Riverside. Tại Westminster, ngày mai sẽ ấm hơn hôm nay một vài độ, nằm ở 80 độ F, với mây trong buổi sáng và nắng từ 2 giờ trưa trở đi. Đêm nay và đêm mai sẽ nằm ở 61-62 độ F, Cả tuần sau sẽ tiếp tục ấm lên tới 81 độ F trong ngày thứ ba. Chỉ số UV ngày mai sẽ cao ở 9 trong bảng mục lục. Tại Los Angeles, ngày mai cũng sẽ ở 80 độ F với mây trong buổi sáng theo sau bởi nắng trong ngày. Ban đêm sẽ ấm hơn Westminster nằm ở 64 độ F trong ngày hôm nay và đêm mai. Chỉ số tiên tử ngoại sẽ cao ở 8 trong bảng mục lục. Tuần sau sẽ đẹp trời cả tuần với ngày nóng nhất rơi vào ngày thứ năm ở 81 độ F. Và cuối cùng tại Riverside, ngày mai sẽ nóng tương tự với hôm nay ở 89 độ F không có một bóng mê. Chỉ số UV ngày mai sẽ rất cao ở 10 trong bảng mục lục. Đêm nay và đêm mai sẽ dịu xuống 59, 60 độ F. Tuần sau sẽ rất nóng, nằm ở trong phạm vi 88 cho đến 91 độ F và hầu hết nắng. Cảm ơn quý vị đã giữ băng tầng 57.3 trong một tiếng đồng hồ qua để xem chương trình Thế giới về ngày thời sự được biên soạn và thực hiện bởi Tuyết Lê và Thái Bình. Và Thái Bình cùng Tuyết Lê xin kính chúc quý vị có một kỳ cuối tuần thật vui vẻ và đầm ấm với gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của tuần sau. Xin kính chào tạm biệt.